Đại huệ, các thức có hai thứ sinh trú diệt, không phải dùng suy lượng đo tính mà biết được. Ấy là tương tục sinh và tướng sinh, tương tục trú và tướng trú, tương tục diệt và tướng diệt. Các thức có ba tướng, chuyển tướng, nghiệp tướng, chân tướng, đại huệ. Thức nói rộng có tám thức, lược nói thì có hai, hiện thức và phân biệt sự thức. Đại huệ như trong gương sáng các hình sắc đều hiện rõ, hiện thức cũng thế. Đại huệ, hiện thức và phân biệt sự thức, hai thức này không khác nhau, chúng làm nhân cho nhau. Hiện thức lấy sự biến hóa bất tư nghỉ huân làm nhân, phân biệt sự thức lấy sự phân biệt cảnh giới và tập khí hí luận từ vô thỉ làm nhân. Đại huệ, những tập khí hư vọng phân biệt của thức an lại ra diệt thì hết thảy căn thức diệt, ấy gọi là tướng diệt. Đại huệ, tương tục diệt ấy là nhân sở y diệt, cùng sở duyên diệt thì tương tục cũng diệt. Nhân sở y là tập khí hí luận hư vọng, sở duyên là cảnh giới do tự tâm thấy và phân biệt thành. Đại huệ, thí như nắm bùn và vi trần không khác nhau, cũng không phải là một. Vàng và đồ trang sức cũng thế. Đại huệ, nếu bùn và vi trần khác nhau thì đáng lẽ bùn không do vi trần hợp thành nên nói không khác. Nếu nắm bùn và vi trần không khác thì đáng ra không thể phân biệt nắm bùn với vi trần. Đại huệ, chuyển thức và tạng thức nếu khác nhau thì tạng thức không thể làm nhân cho các chuyển thức, nếu không khác thì khi chuyển thức diệt, lẽ ra tạng thức cũng diệt luôn, song kỳ thật chân tướng của tạng thức không diệt. Đại huệ, chân tướng của tạng thức không diệt, chỉ có nghiệp tướng của nó diệt. Nếu chân tướng diệt thì tạng thức cũng diệt hay sao? Nếu tạng thức diệt thì không khác gì tiếp đoạn diệt của ngoại đạo. Đại huệ, ngoại đạo lập thuyết thế này, các thức tương tục nắm giữ cảnh giới diệt thì thức tương tục từ vô thỉ cũng diệt. Đại huệ, những người ngoại đạo bảo thức tương tục do một tác giả tạo ra, chứ không nói nhãn thức do sắc, hình, ánh sáng hòa hợp mà sinh, chỉ nói tác giả làm nhân sinh ra. Tác giả ấy là gì? Họ kể ra thắng tính, trượng phu, tự tại, thời và vi trần là những phép nâng tác. Lại nữa, này đại huệ, có 7 món tự tính, ấy là tập tính, tướng, đại trùng, nhân, duyên, thành. Và nữa, này đại huệ, có 7 thứ đệ nhất nghĩa là tâm sở hành, trí sở hành, nhị kiến sở hành, siêu nhị kiến sở hành, siêu tử địa sở hành, Như Lai sở hành, Như Lai tự chứng thánh trí sở hành. Này đại huệ, ấy là pháp tự tại, tâm đệ nhất nghĩa của tất cả Như Lai ứng chính đẳng giác. Trong 3 đời quá khứ hiện tại vị Lai dùng tâm này mà thành tựu các pháp tối thượng của Như Lai ở thế gian và suốt thế gian, dùng tuệ nhãn của bậc thánh mà thể nhập các tự tướng và cộng tướng, thảy đều an lập. Những gì các bậc ấy an lập không đồng với chỗ lập thuyết của ngoại đạo ác kiến. Đại huệ, sao gọi là ác kiến ngoại đạo? Ấy là không biết rằng cảnh giới vốn do tự tâm phân biệt mà hiện, đối với tự tính đệ nhất nghĩa mà chấp có không khởi ra ngôn thuyết. Đại huệ, ta nay sẽ nói, nếu biết rõ cảnh giới là như huyễn do tự tâm hiện thì sẽ diệt khổ vì vọng tưởng ba cõi, diệt các vô tri ái nghiệp duyên. Đại huệ, có những bà la môn và sa môn vọng chấp cái vốn không và cho rằng những phát hiện ở ngoài y theo nhân quả thời gian mà chú, hoặc cho rằng uẩn giới xứ theo duyên mà sinh chú, sau khi hiện hữu thì hoại diệt. Đại huệ, quan niệm của những người kia đối với các pháp như tương tục, tác dụng, sinh diệt, hiện hữu, niết bàn, đạo nghiệp, quả, đế đều là lý luận phá hoại, đoạn diệt. Vì sao? Bởi vì họ không đạt được hiện pháp, không thấy căn bản. Đại huệ, thí như chiếc bình vỡ không thể làm được việc của nó, lại như hạt giống cháy không thể sinh mầm. Đây cũng thế, nếu các pháp uẩn giới xứ đã hiện sẽ diệt thì biết đấy tất không phải tương tục sinh, vì chúng không có nhân, chỉ có tự tâm hư vọng thấy thành. Lại nữa, đại huệ, nếu thức vốn không do ba duyên hợp mà sinh thì đáng lẽ rùa cũng sinh lông, cát sẽ sinh dầu, như vậy tôn của ngươi hỏng thì trái với nghĩa quyết định, những gì lập ra tất sẽ thành vô dụng. Đại huệ, ba pháp hợp làm duyên là do tính nhân quả mà nói, và như vậy có những pháp như hiện tại, quá khứ, vị lai, hữu và vô, nếu họ cứ ở trên lập trường lý giáo ấy thì những gì họ chứng minh sẽ là do luận lý lý giáo của họ, vì ký ức những quan niệm sai lầm sẽ mãi mãi huân tập họ. Đại huệ, kẻ phàm phu ngu dốt bị ác kiến cắn rỉa, tà kiến mê hoặc, vô trí mà vọng nói là nhất thiết trí. Đại huệ,
Lại có các sa môn bà la môn quán hết thảy pháp không tự tính như mây giữa hư không, như vòng lửa quay, như thành biến hóa của loài cản tháp bà, như huyễn hóa, như ảo ảnh, như trăng dưới nước, như cảnh chiêm bao, tất cả đều không ngoài tâm, chỉ vì cái thấy hư vọng từ vô thị mà chấp thật có cảnh giới bên ngoài. Quán như thế rồi họ bạt dứt các duyên phân biệt, xa lìa danh nghĩa mà vọng tâm ôm giữ, biết rằng thân, tài sản và nhà cửa tất cả đều là cảnh giới đẳng thức, không có năng sở, không có sinh trụ diệt. Họ thường tư duy như thế không rời. Đại huệ, những đại bồ tát ấy không lâu sẽ sang bình đẳng giữa sinh tử và niết bàn. Được hạnh đại bi phương tiện không cần dụng công, quan sát chúng sinh như huyễn như hóa, như hình ảnh theo duyên mà sinh, biết ngoài tâm không có các cảnh giới, các vị ấy sẽ thực hành đạo vô tướng, dần tiến lên các địa, an trú trong chính định, hiểu rõ ba cõi do tâm chứng được định như huyễn tuyệt dứt các ảnh tượng, thành tựu trí tuệ chứng pháp vô sinh, nhập định kim cương dụ sẽ được Phật thân. Nhưng vị ấy sẽ thường trú trong như như mà khởi các thần thông biến hóa, trang sức bằng tự tại, trí tuệ, phương tiện để dạo chơi các cõi Phật, xa lìa các ngoại đạo, tâm ý thức, lần lượt chuyển y mà thành tựu thân Như Lai. Đại huệ, các vị đại Bồ Tát muốn được thân Phật phải xa lìa uẩn giới xứ, vì đấy là các pháp do nhân duyên sinh, xa lìa các pháp sinh trú diệt, phân biệt hí luận. Chỉ nên chú tâm quán sát bao cõi là do tập khí hư vọng từ vô thỉ khởi lên, tư duy Phật địa vốn vô tướng vô sinh là thánh pháp tự chứng, như thế sẽ được tâm tự tại, hạnh không cần dụng công, như ngọc vani hiện đủ thứ hình sắc, đạt lý duy tâm tuần tự nhập vào các địa. Bởi thế này đại huệ, các bậc đại bồ tát nên siêng tu học chân lý tự chứng này. Quyển 2, tiết 2, thực hành tất cả pháp. Bây giờ Bồ Tát Đại Huệ lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn vì con nói về các pháp môn vi diệu, tâm ý, ý thức, năm pháp, ba tự tính, tướng. Đấy là những gì mà chư Phật, Bồ Tát, những vị đã thâm nhập cảnh giới tự tâm liền các hành tướng, xem là nghĩa chân thật, là nòng cốt của Phật giáo. Xin Thế Tôn thuận theo chư Phật quá khứ, vì chúng Bồ Tát trong núi này mà diễn nói cảnh giới của pháp thân như những làn sóng của biển tạng thức. Phật bảo Bồ Tát Đại Huệ, có bốn loại nhân duyên chuyển nhãn thức. Bốn nhân duyên ấy là gì? Ấy bởi không biết sự vật do tự tâm hiện nên khởi sự nắm giữ, bởi tập khí hư vọng từ vô thỉ chấp trước sắc tướng, bởi bản tính của thức vốn như vậy, bởi ưa nhìn sắc tướng. Đại Huệ, vì bốn duyên ấy nên thức an lại ra, giống như nước lũ sinh những luồng sóng thức, về các thức khác cũng vậy. Ở nơi tất cả căn vi trần, lỗ chân lông, vân vân, chuyển thức hoặc sinh liền như gương sáng hiện sắc hình, hoặc sinh từ từ như gió mạnh thổi trên biển lớn, biển tâm cũng vậy. Bị gió cảnh giới thổi, làm nổi dậy những làn sóng thức, nối nhau không cùng. Đại Huệ, nhân sở tác và tướng không phải một cũng không phải khác, nghiệp tướng cùng sinh tướng tương quan ràng buộc chặt chẽ. Vì không biết tự tính của sắc thanh hương vị xúc nên năm truyền thức hoạt động. Đại Huệ, cùng với năm thức này, do nhận thức các cảnh tướng khác nhau mà ý thức sinh khởi, nhưng các thức ấy không nghĩ chúng ta đồng thời làm nhân cho nhau, mà lại khỏi các cảnh giới do tự tâm hiện rồi phân biệt chấp trước đồng thời phát sinh, chứ thật ra không có những tướng riêng biệt tự rõ biết đối tượng của mình. Đại Huệ, các bậc tu hành nhập chính định vì sức mạnh tập quán nổi lên một cách vi tế khó biết, nên nghĩ là ta đã nhập tam muội diệt các thức. Song kỳ thực họ nhập tam muội chưa diệt các thức, vì chưa diệt các tập khí, chỉ vì họ không chấp lấy các cảnh nên họ gọi là thức diệt. Đại Huệ, hành tướng của tạng thức rất vi tế, trừ chư Phật và Bồ Tát đã an trú trong các địa, ngoài ra năng lực định tuệ của nhị thừa ngoại đạo không thể biết. Chỉ có những bậc tu hành như thật, dùng trí tuệ biết rõ tướng các giai đoạn tu hành, thông đạt nghĩa lý, rộng tu các thiện căn ở vô lượng cõi Phật, không lầm phân biệt những cảnh do tự tâm thấy mới có thể biết được. Đại Huệ, các bậc tu hành ưa ở chỗ núi rừng, tu các bậc cao, vừa hay thấp, có thể thấy hành tướng của tự tâm được chư Phật với tam muội tự tại thần thông, lấy nước cam lộ dưới đầu, Bồ Tát vây quanh, biết rõ các cảnh giới do tâm ý, ý thức làm nên, vượt được biển lớn vô trí, sinh tử ái nghiệp. Bởi thế các ông nên gần gũi chư Phật Bồ Tát, các vị thiện tri thức tu hành như thật. Thế Tôn lại nói bài kệ: như ba đảo biển lớn,
đều do gió mạnh thổi, sóng lớn khua biển ngòi, không lúc nào dừng nghỉ. Biển tạng thức thường bị gió cảnh giới lay động, khiến những luồng sóng thức múa nhảy mà chuyển sinh các màu xanh cùng đỏ, muối mật và thạch nhũ, hoa trái ánh trời trăng, không khác, không không khác. Nên biết cũng như thế, ý và bảy loại thức như biển cùng ba đảo do tâm hòa hiệp sinh, thì như nước biển động chuyển các luồng sóng lớn, tạng thức cũng như thế sinh ra các loại thức. Tâm ý cùng ý thức là nói về mặt tướng, tướng tám thức không khác, không năng, tướng, sở, tướng. Như biển cùng ba đảo, hai thứ không khác nhau, các thức tâm cũng thế, cũng không thể khác được. Tâm hay chứa các nghiệp, ý tập hợp đủ thứ, liễu biệt gọi ý thức. Đối hiện cảnh có năm, khi ấy Bồ Tát Đại Huệ hỏi Phật bằng bài tụng. Các sắc tượng xanh đỏ hiện nơi thức chúng sinh, vì sao như sóng biển, xin Phật thương nói rõ. Đức Thế Tôn đáp, các sắc tượng xanh đỏ trong sóng vốn không có, nói tâm khởi các tướng để khai ngộ phàm phu, chứ thật vốn không khởi, tâm vốn lìa nắm giữ, năng thủ và sở thủ, cũng như sóng nước kia. Thân nhà cửa, tư tài hiện nơi thức chúng sinh, nên thấy có sinh khởi cùng sóng không sai khác. Đại Huệ lại nói bài tụng, tính sóng của biển cả cuồn cuộn dễ phân biệt, tạng thức khởi như thế, vì sao không hay biết? Thế Tôn đáp, A Lại Gia, như biển chuyển thức như sóng lớn là ví dụ khai diễn cho phàm phu vô trí. Đại Huệ lại nói bài tụng, thí như mặt trời hiện trên dưới đều soi chiếu, Phật ngọn đèn của đời cũng nên vì bọn ngu nói nghĩa lý chân thật đã hay mở bảy pháp, vì sao không nói thẳng? Thế Tôn đáp, nếu nói nghĩa chân thật, tâm kia không chân thật, ví như sóng đại dương bóng trong gương cảnh mộng, đồng thời mà hiển hiện cảnh giới tâm cũng thế, vì điều kiện không đủ nên tuần tự chỉ ra. Mạt na chấp hiện thức, ý thức nhận thức ý, năng thức rõ hiện cảnh không thứ lớp nhất định. Thí như người họa sư và học trò họa sư, họa màu vẽ các hình, ta dạy cũng như thế. Họa không có trong màu, trong bút hay trong vải, vì làm vui chúng sinh tạo các hình tươi đẹp, nói ra tất biến đổi chân lý lìa văn tự. Thật pháp ta an trú để nói cho bậc tu, chỗ tự chứng chân thật lìa phân biệt năng sở. Đấy vì Bồ Tát nói, người ngu khởi phân biệt, các pháp đều như huyễn, đối tượng không thể có, nói những thứ như vậy. Tùy việc mà biến đổi, giáo lý không phù hợp, không phải là giáo lý. Ví như đối bệnh nhân, lương y tùy cho thuốc, Như Lai vì chúng sinh, tùy căn cơ nói pháp. Chỗ chứng trí sở hành của đấng đời nương tựa, không phải cảnh ngoại đạo hay của hàng thanh văn. Lại nữa, Đại Huệ, nếu Bồ Tát Đại Hữu Tình muốn biết rõ cảnh giới phân biệt, năng thủ, sở thủ đều do tự tâm hiện, thì hãy ra lìa sự huyên náo hôn trầm, ngủ gật đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm, nên siêng gia công tu tập, ra lìa tụ hội, nghe tà luận ngoại đạo và các pháp nhị thừa, phân biệt các tướng do tự tâm bày đặt. Lại nữa, này Đại Huệ, khi bậc Đại Bồ Tát đã an trú trong tâm trí tuệ, hãy siêng tu học ba tướng của thánh trí cao cả. Ba tướng ấy là gì? Ấy là tướng vô ảnh tượng, tướng nhất thiết chư Phật nguyện trì, tướng tự chứng thánh trí sở thú, chỗ thú hướng của bậc tự chứng thánh trí. Những vị tu hành khi đạt được các tướng ấy rồi, liền xả bỏ tướng lừa què của trí tuệ, vào địa thứ 8 của Bồ Tát. Đối với ba tướng ấy, tu hành không gián đoạn. Đại Huệ, tướng vô ảnh tượng là sao? Là kết quả đạt được sau tu tập các pháp nhị thừa ngoại đạo. Tướng hết thảy chư Phật nguyện trì là sao? Là do bổn nguyện gia trì của chư Phật mà sinh. Tướng chỗ hướng đến của bậc tự chứng thánh trí là sao? Là do không giữ hết thảy pháp tướng mà thành tựu các thân tam muội như huyễn, đạt đến Phật địa. Đại Huệ, ấy là ba tướng của thánh trí cao thượng. Nếu được tướng ấy, tức là đạt đến cảnh giới của thánh trí tự chứng, ông và các Bồ Tát nên siêng tu học. Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát nhờ uy thần của Phật biết được ý nghĩ của các Bồ Tát trong hội chúng, liền bạch Phật: Xin Thế Tôn, vì chúng con nói rõ thánh trí đối với việc phân biệt 108 câu như thế nào. Hết thảy chư Như Lai ứng cúng tránh biến giác đều vì các Bồ Tát rơi vào tự tướng cộng tướng mà phân tích bản chất và sự sai biệt của những vọng chấp. Biết được nghĩa ấy rồi, ta sẽ thanh tịnh được hai phép quán vô ngã, sáng tỏ các giai đoạn tu hành vượt trên pháp lạc của định nhị thừa ngoại đạo.
thấy được cảnh giới không thể nghĩ bàn của chư Như Lai, khi ấy Bồ Tát sẽ rút giáo ra lìa ba tự tính, năm pháp, dùng trí tuệ của pháp thân Phật mà tự trang nghiêm, thâm nhập cảnh giới như huyễn. Các vị ấy sẽ thành tựu thân Như Lai ở các cõi Đâu Xuất Đà, sát cứu cánh. Phật dạy: Này Đại Huệ, có một hạng ngoại đạo thấy vạn pháp theo nhân mà diệt, liền sinh phân biệt rằng thọ không sừng, khởi chấp không. Ví như sừng thọ vốn không có, hết thảy pháp cũng thế. Lại có hạng ngoại đạo chấp đại chủng, cầu na vi trần, vân vân, hình lượng phân vị đều khác nhau, nên đã chấp thọ không sừng, lại theo đó mà tưởng châu có sừng. Đại Huệ, những kẻ ấy lạc vào nhị kiến, không rõ duy tâm, chỉ làm tăng trưởng sự phân biệt nơi tự tâm. Đại Huệ, thân, tài sản, khí, thế gian, vân vân, tất cả đều do phân biệt mà hiện. Đại Huệ, nên biết sừng thọ vốn lìa có và không, các pháp khác cũng thế, chớ sinh phân biệt. Vì sao sừng thọ liều hữu vô? Vì các nhân đối đãi nhau vậy. Phần trẻ sừng trâu cho đến thành vi trần để tìm thể tính của nó rốt cuộc vẫn không nắm được. Tư duy của thánh trí ra lìa kiến chấp ấy, bởi thế không nên phân biệt. Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, phải chăng vì vọng kiến khởi ra tướng, rồi những người phàm phu kia mới so sánh phỏng đoán vọng chấp không? Phật dạy: Không phải vì đối với tướng do phân biệt khởi mà nói là không. Vì sao? Những người kia lấy phân biệt làm sinh nhân, lấy sự phân biệt sừng làm chỗ nương của nhân ấy. Chỗ nương cho nhân ấy vốn lìa khác và không khác, không phải do đối đãi mà chứng minh rằng sừng thỏ không có. Đại Huệ, nếu sự phân biệt kia khác với sừng thỏ thì tất không phải do sừng làm nhân. Nếu nó không khác, tất phải do sừng khởi. Đại Huệ, chia tách sừng trâu cho đến thành cực vi mà tìm sừng cũng không có. Còn khác với sừng nói không sừng thì sự phân biệt ấy tất phi lý. Cả hai sừng trâu và sừng thỏ đều không thì cái gì đối đãi với cái gì? Nếu sự đối đãi đã bất thành, chỉ đối với có mà nói sừng thỏ là không thì không nên phân biệt, vì không phải chính nhân vậy. Những người luận hữu luận vô, chấp có chấp không, cả hai đều không thành. Đại Huệ, lại có những người ngoại đạo thấy sắc hình trạng hư không phân định rõ ràng, nên sinh chấp rằng sắc khác hư không, khởi phân biệt. Đại Huệ, hư không chính là sắc thuộc vào sắc. Đại Huệ, sắc là hư không, vì nương sắc mà có hư không, nương hư không mà có sắc, để lập ranh giới giữa sắc không, nên biết như thế. Đại Huệ, khi các đại khởi sinh vũ trụ, tự tướng của chúng khác nhau, không ở trong hư không, không phải chúng không có hư không. Đại Huệ, sừng thỏ cũng vậy, chính vì đối đãi với sừng trâu mà nó hết thỏ không sừng. Đại Huệ, phân tích sừng trâu cho đến vi trần, lại tách trẻ vi trần kia ra thì tướng của vi trần cũng không hiện. Vậy đối đãi với cái gì mà nói vi trần là không? Với các vật khác cũng thế. Này Đại Huệ, hãy xa lìa những phân biệt về sừng thỏ, sừng trâu, hư không cùng sắc. Ông và các đại Bồ Tát nên thường quan sát các tướng phân biệt do tự tâm thấy. Ở các cõi hãy vì Phật tử mà nói pháp tu quan sát tự tâm. Bây giờ Thế Tôn nói bài tục: Phật tâm thấy vốn không, chỉ do tâm mà khởi.